Một độc giả của báo Phụ Nữ Việt Nam xin được giấu tên có chia sẻ câu chuyện của mình với Thanh Tâm như sau. Chị Thanh Tâm thân mến, tôi vừa có cuộc trao đổi qua điện thoại với một phụ huynh trong lớp con gái tôi. Chuyện là chị ấy vừa đi công tác nước ngoài dài ngày về. Biết chuyện con trai mình thích một bạn gái cùng lớp, chính là con gái tôi, lo ngại chuyện yêu đương sẽ ảnh hưởng đến việc học hành, tương lai của con nên chị ấy đã nói chuyện, phân tích cho con mình. Không ngờ, thằng bé tỏ vẻ bất hợp tác, bỏ vào phòng riêng, không chịu nghe. Cho rằng tôi có thể thuyết phục con gái mình rời xa bạn trai, chị ấy đã gọi cho tôi. Tôi nghĩ đó là một đề nghị vô lý. Về phía tôi, con gái đã tâm sự với tôi về chuyện tình cảm của hai đứa. Con tôi là lớp trưởng, cậu bạn kia là lớp phó học tập, cả hai đều có thành tích học tập tốt. Tôi không phản đối chuyện các con quý mến nhau. Tôi mong các con có những kỷ niệm đẹp tuổi học trò và có thể học tập tiến bộ hơn, công tác lớp hiệu quả hơn khi cùng sát cánh bên nhau. Tôi cũng dặn con những điều nên tránh để không làm hỏng cảm xúc đầu đời của mình. Tránh hai người bạn yêu quý nhau lại làm ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, cơ hội phát triển trong tương lai của nhau, tránh để cha mẹ, thầy cô phiền lòng. Nhận được sự chia sẻ của mẹ, con bé đã thoải mái kể cho tôi nghe về chuyện tình cảm của hai đứa. Mỗi lần đến nhà tôi dù con bé đi học hay đi chơi, cháu trai đều lên nhà trình diện. Nhiều dịp kỷ niệm hay ngày đặc biệt, các con còn mua bánh gato về, cùng vui với vợ chồng tôi. Và tôi nghĩ, chị nên lắng nghe con nhiều hơn. Cháu xa mẹ đã lâu, bây giờ chắc chắn con muốn nhận được sự đồng cảm của mẹ chứ không phải là những yêu cầu, đòi hỏi con thực hiện. Các con cần được dạy cách thể hiện tình cảm, cách yêu có trách nhiệm chứ không phải bị cấm đoán. Tôi mong được chị chia sẻ. Chào chị. Thanh Tâm chia sẻ với những bức xúc trong lòng chị, mong chị hãy bình tâm và thông cảm với người mẹ kia. Giúp chị ấy nhìn nhận vấn đề một cách bình tĩnh, chọn cách đồng hành cùng con như chị đã làm với con gái mình. Thanh Tâm cho rằng, hai chị có thể hẹn nhau ngồi uống cà phê, chia sẻ về suy nghĩ, cách nhìn nhận của mình về chuyện tình cảm của các con. Chị có thể chia sẻ với người mẹ kia rằng, thực tế, phụ huynh không nên ngăn cấm con yêu một cách thô bạo. Nếu cha mẹ cứ áp đặt các nguyên tắc cứng nhắc, con có thể tỏ ra nghe lời, ngoan ngoãn trước mặt cha mẹ nhưng sau lưng, con sẽ vẫn làm việc mà con muốn, thậm chí còn vượt mức kiểm soát của chính con. Khi bị cha mẹ cấm cản chuyện yêu đương, nhiều con có xu hướng né tránh, giấu giếm hoặc có những phản ứng tiêu cực như bỏ nhà đi, tự làm đau bản thân. Chỉ cần chị kể cho chị ấy nghe thực tế chuyện chị đã ứng xử với hai con như thế nào, cho con thấy chúng được lắng nghe và tôn trọng, việc các con đã chủ động chia sẻ, tâm sự với chị về những vấn đề liên quan đến tình cảm của chúng như thế nào, chắc chắn chị ấy sẽ rút ra những kinh nghiệm ứng xử cho mình. Thực tế, việc con yêu sớm tốt hay không, nguy hiểm hay an toàn, một phần phụ thuộc vào sự cảm thông, chia sẻ và định hướng của các bậc cha mẹ, đúng không chị? Chúc hai chị tìm được tiếng nói chung và cùng đồng hành với các con trong quãng thời gian đặc biệt này.